Chào quý vị các bạn, hôm nay tôi sửa cái máy bơm Bảo Long này. Tôi sẽ vặn cái này ra. Gầm điện nó không nghe ui gì cả, mà nghe hơi khét một tí. Thì tôi sẽ vặn luôn. Đấy, như vậy là các bạn thấy không? Nó là cháy đen om sòm. Dây là kẹt ra. Như vậy là tôi xem vào trong dây ở trong này. Đấy, dây thấy đen ở trong này và cháy rồi. Thì tôi sẽ tìm nguyên nhân. Nguyên nhân của này thì cái này là nguyên nhân tụ cùng hỏng, nhưng mà tôi nghĩ không phải hỏng tụ, tôi nghĩ ở đằng trước này. Bây giờ tôi sẽ mở cái này ra. Đấy. Cái này vỡ này. Ôi, sẽ vỡ hết. Ừ, nguyên nhân là nếu có chạy mãi nữa. Dạ. Đấy, như vậy là nó đã hỏng hỏng guồng. Nguyên nhân của nó là bị tụt guồng ra cho nên bị chẹt, cho nên cái này bị nhẹo như thế này. Đây các bạn thấy đây, tụ là nhẹo hết. Đây tôi sẽ tháo tụ với các bạn xem. Không có chỗ để mà tháo nữa, bởi vì nó chảy nhựa ra hết rồi. Vỡ luôn đấy các bạn thấy không? Không có luôn nào. Cái này thì dây cũng cháy trút ra luôn, chứng tỏ là rất nóng ở bên trong, là cũng đã bị cháy. Cho nên nguyên nhân của cái này là do có thể bị kẹt trục, kẹt trục cho nên nó gây ra hiện tượng cháy như thế này. Đấy. Như vậy chúng tôi phải tháo toàn bộ những nắp đằng sau này, hoặc là cái gì nó cũng phải tháo ra. Bây giờ chúng ta để chuẩn bị cho cuốn lại, cho nên chúng ta phải tháo hết trước hết sau. Cho nên máy này thì máy là con rất mới, bởi vì nó mua được chỉ gần vài ba tháng thôi. Nguyên nhân của họ là dây ra kẹt trục, kẹt cuộn, cho nên nó bị dừ lại, cho nên máy không chạy được, cho nên nguyên nhân gây ra cháy đây. Các bạn thấy đây, cháy do tìm lại đấy, cái này dầu chính vào ấy luôn đấy, các bạn thấy rất à. Đấy, rất kinh khủng. Chúng tôi vặn ra hết. Đấy. Vì máy đang còn mới nên nó đang gì xử lý như vậy đấy. Đấy, không còn một cái gì, cho nên hiện tượng của nó thể gây ra máy cháy như thế này. Máy đang còn mới hỏng như thế này một vấn đề phải cần phải khắc phục, kể cả gia đình nào cũng vậy. Bây giờ chúng ta là phải gỡ ra cái này, thì chúng ta tiến hành gỡ các đóng thôi, hầu như cái này là phải đóng vậy thôi. Đấy, chúng ta rút cái này ra. Đấy, các bạn thấy không? Ở trong như vậy là cháy rất khủng, bởi cái này là quá nóng cho nên gây ra hiện tượng nóng cháy như thế này. Đấy, các bạn thấy đấy, cháy hết đèn thui còn cái gì nữa. Đấy, làm như này rất, sau này thì nếu quấn lại cũng rất thoải mái. Các cái này vô thì chúng ta phải vút hết chứ còn làm gì được. Đây đây.
chúng tôi phải đóng cái này đó các bạn. Để giải quyết cái phương án này thì một thì chúng ta cắt rồi rút, hai thì chúng ta phải chặt hết cái lớp bên này rồi rút. Có hai cách đấy thôi, thường thường chúng tôi chặt rút nó mau hơn. Vì chặt sát mà chúng ta đóng cái là nó ra ngay, còn rút để mà cắt như thế này rút cho dây thì thường thường thì bán những cái dây này này cho các cái thợ họ buộc về mái ngói vô thì mình cắt rút thì tốt hơn. Nhưng mà tôi dùng biện pháp nhanh hơn và chặt rút thôi, nên nó mau hơn mà nó đỡ tốn thời gian. Thôi tôi quy trình tôi làm cái này thì các bạn dễ thôi, không có gì khó. Còn quấn thì hồi nữa bắt đầu quấn thì cái này thì chúng tôi phải quay các bạn xem. Thôi đây không biết mũi dây ở đâu nhưng mà ở đây đứt trên này, chúng ta tiến hành lần tìm thấy có thể là do đứt dây ở đâu đó. Đây chúng ta cứu vốn có thể xem sao, tôi thấy tìm ra lỗ đứt trên không biết có được nữa không thì như thế rồi ạ. Có thể là không được mà nó đây do đứt ở đây, tôi tìm mãi không ra nguyên nhân của nó là do một cái dây gì cái gì đó chọc vào cho nên bị đứt. Đây là bị đứt dây này chứ không phải là bị cháy hoặc là ôm gì cả, mà cháy mà sút ở đây sút chán mũi, mũi này bị chọc xuống cho nên nó bị gãy này. Đây cho nên cái này tôi tìm không ra thì phải thay cuộn dây đây. Thôi ta tiến hành thay cuộn dây đây. Trước khi chúng ta làm trước khi chúng ta thay cuộn dây chúng ta phải làm công tắc tắc xoay này cho nó trơn tru cái đã. Đấy, bỏ vào nó trơn tru ngay. Đấy, như vậy để ta xác định cái này là bao nhiêu, bởi vì thực chất nó nói cái này thì thường thường cuộn bao nhiêu thì bỏ vừa. Tôi nghĩ những cái này thì 4 sáu thì đúng hơn, ta bỏ thử xem sao. Đây có cuộn dây 4 sáu đây. Đây, 4 sáu. Vừa đấy. Tôi coi đây. Trước khi thay nó thì chúng tôi phải bỏ cho nó một ít nhớt. Làm trơn cái này rất quan trọng, nên các bạn trước khi thay chúng ta phải trong lỏng ngoài lỏng cánh quạt lỏng. Đây chúng ta tiến hành gỡ ra, gỡ những cái cuộn dây hỏng này đi.
Đấy. Đấy, chúng ta thế này loại trừ được, dư lại cái tủ thôi, tủ này không biết có tốt nữa là không.